Chiến tranh không phải trò đùa. Tính đến thời điểm này, xung đột vũ trang xảy ra giữa Nga và Ukraine mới diễn ra chưa đầy 2 ngày. Thế nhưng cả thế giới và trong nước đã phần nào cảm thấy được sự khốc liệt của chiến tranh. Chúng ta cách xa trận chiến hàng ngàn km, nhưng đã cũng dấy lên nỗi sợ hãi, đau xót vì bom rơi đạn nổ. Nhìn ra nước ngoài mà nghĩ đến nước mình, một quốc gia mà trong vòng 100 năm gần đây thì đã có tới nửa thế kỷ chiến tranh liên tục. 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, 10 năm chiến tranh chống xâm lược phương Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Thậm chí chỉ tính riêng số bom đạn đế quốc ném xuống tỉnh Quảng Trị trong 81 ngày đêm, ước tính sức công phá đã gấp 7 lần quả bom nguyên tử Little Boy ném xuống Hiroshima. Một đất nước mà làng bản nào cũng có anh hùng liệt sĩ, có bà mẹ Việt Nam anh hùng, một dân tộc mà gia đình nào cũng có tấm bằng tổ quốc ghi công, thì chắc chắn họ hiểu cái giá của hòa bình đắt đến nhường nào. Ấy vậy mà mỗi dịp đất nước kỷ niệm ngày lễ lớn hoặc trải qua biến cố gì đó, lại thấy một bộ phận quá khích, xét lại, kích động, biểu tình, bạo loạn, tự bôi mỡ dân chủ nhân quyền vào chân cho kiến ngoại bang đến đốt. Hãy nhìn lại các quốc gia đang chìm trong thuốc súng để thấy cái giá của hòa bình chúng ta đang có, để hiểu người ta có thể biết thời điểm bắt đầu một cuộc chiến, nhưng sẽ chẳng thể biết khi nào nó kết thúc. Nếu sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, đi ngang qua phố phường đổ nát, đầy rẫy những chiếc xe cháy rụi. Đừng quên rằng bạn đã từng có những con phố đầy ắp xe cộ và tiếng còi. Nếu sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, bạn đi bộ 3 km chỉ để nạp pin điện thoại ở một trạm gác của lính giữ gìn hòa bình. Đừng quên, bạn đã từng có một tổ quốc đầy ắp những nhà máy điện. Nếu sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, bạn đi bộ 10 km trong khói súng và nơm nớp lo dính đạn của một phe nào đó, nhận ổ bánh mì và chai nước khoáng từ đội tình nguyện Liên Hợp Quốc. Đừng quên rằng, bạn đã từng có một đất nước thừa mớ lương thực và xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Nếu sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, bạn không gặp mẹ 3 tuần liền. Bạn chỉ mới được nghe giọng của bà qua điện thoại vệ tinh. Bà khóc và nói, hôm qua pháo kích ngay đầu ngõ, người cha thân yêu của bạn đã qua đời. Đừng quên rằng, bạn từng có một đất nước tràn ngập sóng điện thoại và một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Nếu sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, bạn chẳng thể vào Facebook, chẳng có YouTube hay Wi-Fi. Đường dây cáp quang quốc tế đã bị cắt, các nhà mạng dừng cung cấp dịch vụ. Đừng quên rằng, bạn đã từng có một đất nước tràn ngập sóng Wi-Fi, có thể vào tất cả các trang mạng với giá cực rẻ. Nếu sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, bạn phải cầm súng bắn vào người khác. Đừng quên những giây phút cả dân tộc cùng cười, cùng khóc, cùng nắm tay nhau trong ngày đội tuyển U23 chiến thắng hôm qua. Nếu sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, bạn đứng trên một tòa nhà cao tầng, nhìn thấy xung quanh đổ nát, những công viên, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, nhà hàng mà ngày nào bạn đưa con cái đi ăn vui vẻ với gia đình, bây giờ chỉ còn những vết đạn. Đừng quên những gì bạn làm hôm nay có thể sẽ là hậu quả ngày mai. Ngọn cờ mọc xôn xao vòm cây xanh, dưới gốc cây có dòng máu đỏ. Ngọn cờ mọc trên nóc thành phố, mặt đất còn lởm chởm rào gai. Những người cắm cờ 568, những người cắm cờ 575, họ vắng mặt ngày vui sum họp. Chúng tôi nhớ nhau nhìn vết đạn trên cờ. Vết đạn trên cờ cháy lên câu hỏi, có nơi đâu như đất nước mình, một ngày vui hòa bình, 30 năm súng nổ. Ôi, ngọn cờ đo hết mọi hy sinh.